nay chính thức tôi sẽ nói về cái bộ tóc mới của tôi, lần đầu tiên nối tóc. Tính từ cái lúc mà mình bắt đầu cắt tóc đến giờ thì cũng khoảng được 3 tháng rồi. Thì tóc của mình trộm ví nó cũng dài, nhưng mà nó kiểu nó chưa dài đến cái mức độ mình mong muốn á. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nối thêm cho nó dài ra để ăn Tết luôn. Chắc bữa giờ mọi người cũng nghe nối lông vũ nhiều rồi đúng không? Thì cái này kiểu cái mới, xong mà mọi người cũng khá là ưa chuộng bởi vì những cái ưu điểm của nó. Mình thì sẽ nối khoảng tầm 220 tít. Cái cách nối này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tóc thật của mình quá nhiều. Với lại nó cũng nhẹ nhàng, không có bị cấn đầu mỗi khi mà mình nằm ngủ á. Được chị đẹp ở 4AM làm tóc cho nè mọi người ơi. Và đây là cái kết quả của tôi khi mà làm tóc xong mình salon nè. Còn bây giờ tôi sẽ nói thêm về những cái chăm sóc tóc nối như thế nào nha. Thật ra thì nó cũng rất là đơn giản luôn á. Đây chúng ta sẽ nhìn cái mũi nối này để mình kéo ra cho mọi người xem nha. Cái phần tóc ở dưới là tóc thật, và chính giữa nó sẽ có một cái mũi nối thì nó nhỏ nhỏ chứ không có bự đâu. Và ở dưới là cái phần tóc nối, nó sẽ theo cái dạng hình lông vũ, nó y chang cái hình lông vũ á mọi người. Được cái mũi nối đó rồi, cho nên khi mà chúng ta vuốt tóc này nọ, chúng ta hạn chế vuốt sát vào da đầu kéo ra thì nó sẽ rất là dễ bị rối những cái mũi nối đó. Nói chung thì cẩn thận một chút xíu cái khoảng đó thôi chứ nó cũng đơn giản lắm. Mình thích một cái là nó không hề bị nặng đầu và ngủ nó khá là thoải mái luôn, không có bị cứng gì hết. Và khi các bạn dùng lược thì các bạn nên dùng những cái lược như thế này. Thì chúng ta chải, chúng ta cố chải phần đuôi tóc chứ đừng chải sát vào da đầu quá. Cái nữa là khi mà các bạn gội đầu thì các bạn cũng gội đứng luôn, tức là nước xả xuống chứ chúng ta đừng có cúi đầu xuống nha. Bởi vì như vậy nó cũng rất là dễ bị rối những cái mối nối nữa. Còn khi mà mình gãi để làm sạch da đầu thì mình lấy cái phần thịt của đầu ngón tay, sau đấy mình nói chung là mình gội bằng cái phần thịt đấy. Và khi mà sử dụng tóc nối mà mọi người tạo kiểu nhiều thì chúng ta nên dùng thêm dầu xả cái mũ này nọ cho cái phần tóc nối nha. Do nó cũng không phải tóc tự thân mình mọc ra cho nên nó cũng sẽ dễ bị khô. Đây mình có một đống dầu dưỡng luôn, thì mỗi sáng với lại mỗi tối trước khi đi ngủ mình đều lấy một cái lượng dầu dưỡng để mình vuốt cái phần tóc nối của mình. Làm như vậy nó cũng sẽ mượt và óng mạt cái phần tóc đó hơn. Với lại khi mà mọi người dùng nhiệt nó cũng sẽ hạn chế làm khô cái phần tóc đó. Có một điều nữa, khi mà mình dùng tóc nối thì mình thấy là cái việc nó giữ nếp khi mà mình tạo kiểu nó không có được lâu cho lắm, tức là nó rất là dễ lơi ra khi mà mình sử dụng ở một cái mức nhiệt độ bình thường. Cho nên khi mà muốn tạo kiểu mà giữ nếp lâu thì một là mình dùng keo, hai là mình sử dụng cái nhiệt độ cao. Mà sẵn tiện nói về cái việc uốn tóc thì mình mới mua cái máy này xong chơi dùng ok phết luôn á. Lúc này là mình đang dùng nhiệt độ thấp cho mọi người thấy là nó cũng không có uốn lắm không. Chỉ cần dùng nhiệt độ cao và để lâu một chút thì nó sẽ ra một cái lọn rất là đẹp luôn. Nói sợ mọi người chưa hình dung ra được cho nên tôi phải uốn thử cho mọi người xem cái tóc của tôi. Cái này là tôi để mức thứ 3, tức là mức cao nhất của cái máy này á. Nhớ là khi mà uốn thì các bạn nên để một xíu, chờ khoảng thời gian để nó nóng nha, và nó sẽ ra cái lọn xinh xinh nè. Đây là cận cảnh cái em mới uống này nè, chỗ nó đúng nhẹ luôn á. Chắc là mình đi du lịch mình mang cái máy này nó cũng tiện. Mình sẽ để link mình mua ở dưới comment nha. Các bạn nào có thắc mắc về cái việc nối tóc thì cứ comment nha, Phương sẽ giải đáp nè. Và bây giờ cho mọi người xem tất cả những kiểu tóc mà trong năm vừa rồi mình đã trải qua nè. Rất là nhiều màu luôn, và đó là lý do mà tại sao mình phải cắt ngắn đi và nuôi dưỡng lại. Bởi vì tóc mình nhuộm nhiều xong kiểu tẩy nhiều nó bị khô mọi người. Quá vất vả với cái tóc tẩy rồi cho nên mình phải cắt ngắn đi để dưỡng lại. Nhưng mà bây giờ có công nghệ nối lông vũ rồi cho nên kiểu muốn tóc dài là hồ biến tóc dài luôn.